Thưa quý vị và các bạn, mới đây đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Quảng Nam và đại biểu ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tiếp xúc cử tri Hiệp Đức trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hiệp Đức phấn khởi khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, nền kinh tế từng bước phục hồi, việc sáp nhập thị trấn Tân An và xã Quế Bình thành thị trấn Tân Bình được người dân đồng thuận cao. Song cử tri đề nghị nhà nước cần quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng cho thị trấn Tân Bình, mong muốn các cơ quan khẩn trương hơn nữa trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, quan tâm đầu tư các giá trị văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà nước ưu tiên bố trí việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học có biện pháp hữu hiệu để hạn chế nạn sử dụng trái phép chất ma túy. Cử tri xã Quế Lưu đề nghị hỗ trợ tái định cư vì hiện nay sau khi tích nước thủy điện sông Chanh 4, một số hộ dân thường xuyên bị ngập nước. Cử tri Hiệp Đức còn đề nghị nhà nước đầu tư thêm các công trình nước sạch, hệ thống giao thông để thuận lợi cho việc đi lại của người dân, quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho người có công. Hội đồng Nhân dân huyện Hiệp Đức vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đồng chí Huỳnh Đức Viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện điều hành phiên họp. Kỳ họp thông qua nghị quyết bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công năm 2022, nghị quyết chủ trương đầu tư 4 dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 và nghị quyết chủ trương áp dụng các nội dung về quy định tỷ lệ đối ứng từ ngân sách huyện cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho đến khi có nghị quyết mới thay thế. Theo đó, bổ sung 8 danh mục dự án mới vào đầu tư công năm 2022, bao gồm công trình kiên cố hóa kênh Đồng Đá Trắng, thôn Nhị Lưu, xã Quế Lưu, kiên cố kênh Cây Vang, thôn Hội Tường, xã Bình Lâm, đập dân và kiên cố hóa kênh mương Đồng Cây Khế, thôn Bắc An Sơn, xã Quế Thọ, công trình tưới nhỏ giọt Trà Linh Tây, xã Hiệp Hòa, trụ sở công an xã Thăng Phước, kè chống sạt lở khu dân cư thôn Trà Va, xã Sông Trà, khu tái định cư vùng sạt lở núi Gai, xã Bình Lâm và cụm công nghiệp Việt An. Tổng vốn đầu tư các công trình này là trên 60 tỷ đồng. 4 dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022, bao gồm trụ sở công an xã Thăng Phước, nâng cấp cải tạo nghĩa trang liệt sĩ xã Hiệp Thuận, khu tái định cư vùng sạt lở núi Gai, xã Bình Lâm và cụm công nghiệp Việt An với tổng mức đầu tư là trên 59 tỷ đồng. Ban tuyên giáo huyện ủy Hiệp Đức mới đây tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự tháng 4 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đến dự. Hội nghị thông tin về tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2022, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, thông tin một số vấn đề liên quan đến cuộc chiến Nga-Ukraine, báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 và thông tin tuyên truyền về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Thông qua hội nghị nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cơ sở để phục vụ tốt hơn cho công tác lãnh đạo của cấp ủy các cấp, đồng thời định hướng công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương trong thời gian tới. Tổ chức Habitat vừa phối hợp với huyện Hiệp Đức tổ chức hội thảo khởi động dự án xây dựng khả năng thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội thảo. Dự án do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tài trợ thông qua Habitat Australia và Habitat Việt Nam triển khai trên địa bàn 3 tỉnh Kiên Giang, Quảng Nam và Lào Cai. Tại tỉnh Quảng Nam, dự án triển khai hợp phần hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, xây dựng nhà vệ sinh và hỗ trợ thực hiện sáng kiến nhằm cải thiện an toàn của cộng đồng 3 xã vùng cao, Phước Gia, Phước Trà và Sông Trà, huyện Hiệp Đức. Tổng ngân sách dành cho dự án hỗ trợ là trên 1 tỷ 487 triệu đồng. Với nguồn vốn này, dự án sẽ hỗ trợ xây dựng 9 nhà mới, sửa chữa 25 nhà, hỗ trợ xây 35 nhà vệ sinh hợp chuẩn vệ sinh môi trường và một công trình cải thiện tính an toàn của cộng đồng. Trong đó, mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 70 triệu đồng, nhà sửa chữa hỗ trợ 15 triệu đồng và một công trình vệ sinh 5 triệu đồng. Ngoài 3 xã vùng cao, dự án còn hỗ trợ 2 hộ dân xã Quế Thọ xây dựng nhà thích nghi với ngập lụt. Thời gian triển khai dự án từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Ngoài ra, dự án còn tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho cộng đồng về nước sạch, vệ sinh và môi trường. Nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Hiệp Đức 30 tháng 4 1972, 30 tháng 4 2022. Vừa qua, đồng chí Hoàng Văn Hùng,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức đến thăm và tặng quà cho 10 hộ gia đình trên địa bàn xã Phước Trà. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Hoàng Văn Hùng ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống các hộ gia đình, đồng thời ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của các hộ gia đình này trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương này vẫn bám trụ tại địa phương. Dịp này, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức tặng mỗi gia đình 1 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 4, 1972, Hiệp Đức hoàn toàn giải phóng. Giải phóng Hiệp Đức là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ của quân và dân Hiệp Đức. Từ đây, Hiệp Đức trở thành căn cứ vững chắc cho cả chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng và căn cứ kháng chiến cuối cùng của khu ủy khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần quan trọng để 3 năm sau đó, quê hương đất nước được hoàn toàn giải phóng. Trước cách mạng tháng 8, cũng như bao làng quê khác ở Quảng Nam, người dân Hiệp Đức đắm chìm trong đêm trường nô lệ. Tuy nhiên, với lòng yêu nước, ý chí sục sôi căm thù thực dân, nên khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930, rồi Đảng bộ tỉnh Quảng Nam thành lập ngày 28 tháng 3 năm 1930, với đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc rõ ràng, người dân Hiệp Đức nhất tề theo Đảng, theo cách mạng, tổ chức nhiều hoạt động đấu tranh rộng khắp các làng xã. Từ trong đêm tối, Đảng là ánh sáng, niềm tin soi rọi để nhân dân Hiệp Đức vượt qua bao gian khổ hiểm nguy, bất chấp hy sinh, một lòng theo Đảng để cùng với cả nước làm nên cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Tiếp thu tinh thần nghị quyết 15, phong trào cách mạng ở Hiệp Đức có sự phát triển mới về phương thức hoạt động, đó là kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang nổi dậy giành quyền làm chủ của nhân dân. Điển hình là cuộc khởi nghĩa ở làng Ông Tía. Thắng lợi của cuộc nổi dậy ở làng Ông Tía như tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân Hiệp Đức vùng lên mạnh mẽ. Phong trào cách mạng từ thế bị động chuyển sang chủ động trên chiến trường. Điển hình là trận đánh Chi Khu quận Lỵ Hiệp Đức năm 1960. Sự kiện nổi bật gây chấn động chiến trường miền Nam lúc bấy giờ là đập tan chiến dịch trực thăng vận của địch ở Trà Linh, Đồng Làng. Để biết rõ hơn về trận đánh trực thăng vận của quân dân Hiệp Đức, chúng tôi tìm gặp ông Thắng, một trong những nhân chứng sống mà khi tham gia trận đánh, ông mới nhập ngũ được 7 ngày. Biết được ý định của chúng tôi, ông hăm hở đưa đến địa điểm trận đánh năm xưa. Đó là một ngọn núi bên dòng sông Thu Bồn. Địa điểm Trà Linh, Đồng Làng này ngay thuộc xã Hiệp Hòa. Đây là một cái thắng lợi rất lớn, tạo điều kiện cho phong trào sau này nó phát triển mạnh. Mà chính cái chiến thắng trực thăng vận này nó tạo cho toàn miền Nam, hầu đó nói thật với các đồng chí, chưa nơi nào xem lịch sử quân đội là chưa có nơi nào bán trực thăng, mà chỉ có duy nhất quân khu Nam mà đặt về vùng này bán trực thăng vận đầu tiên. Cho nên từ đó mà cái xu thế đánh máy bay, đánh trực thăng vận và kể cả các phương tiện chiến tranh khác của kẻ thù là rất sâu sục và nó phát triển mạnh. Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, chúng tôi tìm về ngọn đồi Cao Lao ở xã Bình Lâm. Dấu tích oai hùng của trận đánh không còn, nhưng người lính làm nên chiến thắng năm xưa đã không còn nữa. Song nơi đây đã được dựng lên một tượng đài của những người con quả cảm làm nên chiến thắng đi vào lịch sử. Từ đỉnh đồi nhìn xuống, chúng tôi mới thấy hết được sự quan trọng, có tính chiến lược của cứ điểm này khi nó có thể bao quát khống chế toàn bộ một vùng rộng lớn xã Bình Lâm và phía tây huyện Thăng Bình. Vì vậy, việc đánh tiêu diệt cứ điểm Cao Lao, Việt An là một chiến thắng quan trọng có ý nghĩa lịch sử của quân và dân Hiệp Đức, đồng thời đây là thất bại nặng nề, thất thế của địch. Tháng 4 năm 1969, địch huy động một trung đoàn quân ngụy, hai tiểu đoàn quân Mỹ đổ quân chiếm lại quận Lỵ Hiệp Đức, chốt giữ những vị trí quan trọng như Cao Lao, Liệt Kiểm, Chia Gan, Đồi Tranh, Núi Lớn. Chúng liên tục càn quét, đánh phá ác liệt nhằm thực hiện âm mưu bình định cấp tốc, bình định đặc biệt, bình định tại chỗ, dồn dân mở ấp chiến lược để kiểm soát, ly gián quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân để khống chế toàn vùng, cắt đường hành lang giữa vùng Đông và Tây. Trước tình hình đó,
ngày 20 tháng 7 năm 1969, Ban Thường vụ Khu ủy 5, Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thành lập huyện Quế Tiên với 10 xã của 3 huyện Tiên Phước, Quế Sơn, Thăng Bình với gần 11.000 dân. Huyện Quế Tiên ra đời là một sự kiện đặc biệt có ý nghĩa vì đây là các xã vùng căn cứ cần phải giữ vững và để cho công tác chỉ đạo sâu sát tốt hơn để làm bàn đạp tiến lên. Hiệu quả của chế độ đó là chúng tôi làm nga cái đội công tác, ba cái đội công tác vì ba huyện khác nhau, tình hình ba huyện khác nhau cho nên tôi hình thành ba cái đội công tác, chọn những anh em tốt nhất, nghĩa là ba cái đội công tác đấy. Công tác nghĩa là có cả quân sự, chính trị, binh vận, nghĩa là ba cái mũi giáp công này đấy. Xuống rồi tiếp cận cơ sở, chúng tôi lập tức có hiệu quả nhất thì chúng tôi tập tức hiệu quả nhất xuống tiếp cận cơ sở. Trên đường tháo chạy, các cánh quân này bị bộ đội và du kích ta đánh tan tác, quan quân dẫm đạp lên nhau, tên quận trưởng đạp mìn chết tại chỗ. Cuộc tiến công nổi dậy giải phóng hoàn toàn quê hương của quân và dân Hiệp Đức phối hợp cùng quân chủ lực khu 5 đã giành thắng lợi to lớn và trọn vẹn. Ngày 30 tháng 4 năm 1972, Hiệp Đức hoàn toàn giải phóng. Hơn 50 năm giải phóng, 36 năm thành lập huyện, Hiệp Đức, mảnh đất sơn thủy hữu tình đã giành được những thành tựu ngoạn mục trong công cuộc xây dựng quê hương rất đáng tự hào. Thành quả ấy là sự kế thừa có tính liên tục của nhiều thế hệ người con Hiệp Đức qua các thời kỳ. Thế hệ anh dũng kiên cường trong đấu tranh giành độc lập, thế hệ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong công cuộc đổi mới phát triển quê hương. Chủ trương thành lập huyện Quế Tiên là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, tập hợp được lực lượng chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng quê hương, giải phóng đất nước vào năm 75. Trong giai đoạn hiện nay, sau khi giải phóng, tổ chức đảng các cấp cũng đã đề xuất với chính phủ thành lập huyện Hiệp Đức là đơn vị thành mới trên cơ sở sáp nhập các xã của huyện Thăng Bình, Quế Sơn và Phước Sơn. Đây là cũng là một cái chủ trương hết sức là đúng đắn, hợp lòng dân. Và qua cái chủ trương này thì điều kiện kinh tế xã hội phát triển một cách toàn diện. Từ truyền thống, mạch nguồn của quê hương, đất và người Hiệp Đức đã khẳng định được ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của mình trên hành trình đi tới tương lai. Trong chặng đường mới, với những truyền thống đấu tranh cách mạng và thành quả đã đạt được, sẽ là nền tảng để chúng ta có quyền kỳ vọng nhiều hơn sự phát triển mạnh mẽ ở vùng đất Trung Du này. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc trang địa phương Hiệp Đức phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.